chúng ta sẽ làm phần profile, thì bấm vào cái tài khoản này. Chút nữa chúng ta sẽ làm cái phần mà update cái ảnh này sang cái phần kia, update cái ảnh này sang cái tài khoản của mình. Thì chúng ta sẽ bấm vào profile đúng không? Thì nó sang cái trang profile. Thì trước hết chúng ta sẽ tiến hành là bắt đầu ở cái route trước. Route thì chúng ta tạo ra cái route get profile, đẩy sang là admin sược profile controller, update, đặt tên cho nó là profile form kìa. Sau đó ở ngoài cái layout admin, chúng ta tiến hành search cái từ profile sẽ tìm thấy ngay lập tức. Ở đây chúng ta sẽ sửa lại cái ahref này bằng route profile form. Được chưa? Vậy thôi. Sau đó chúng ta test. Bấm vào đây sẽ hover vào sẽ chuyển sang là admin sửa profile đúng không? Xong, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái form cho nó. Và nhưng mà trước hết thì phải có cái trước hết phải có cái này. Controller. Chúng ta sẽ tiến hành tạo ra controller bằng cách là php artisan make controller admin sược profile controller. Xong tạo ra controller app http controller admin profile controller. Chúng ta sẽ có một cái public function là update ở đây đúng không? Public function update. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là cái chúng ta sẽ có là cái biến là model bằng là auth 2.2. user nó mở ngoặc vào như này. Thì trước đấy chúng ta phải tiến hành là require use cái phần auth này vào đúng không? Để lấy thông tin ra luôn từ session thôi. Để tôi coi xem nó nằm ở đâu. Nó sẽ nằm ở trong phần repository. Đây nó, chúng ta sẽ có cái phần auth illuminate support paracase. Bệt cái post auth vào đây. Xong. Chúng ta sẽ tiến hành tiếp là cái return một cái view chuyển sang là admin.profile .form đúng vậy và truyền vào đây compact cái biến model ra truyền ra ngoài và chúng ta nên lock liếc các thứ kiểu cho nó tử tế vào rồi đi copy ở bên này là cái hàm lock kết xuống lock begin và sẽ có log end rồi comment hay không thì tùy các bạn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành xong đến đây chưa? Nhưng mà nhanh quá bảo dừng nha, bởi vì phần này tôi thấy nó dễ cho nên tôi đi nhanh, các bạn làm chi tiết cho nó. Ở trong phần admin này chúng ta tạo một cái thư mục nữa tên là profile và tạo một cái file nữa là form.blade.php và chút nữa chúng ta viết nội dung cho nó. Các bạn cái xong phần này đi. Đi cóp được cái gì nên cóp nhá, đừng ngon hì hụi mình ngồi cóp lại vất vả ra. Được chưa? Rồi ở trong cái profile form này thì chúng ta bắt trước cái post form, copy hết paste ra và chúng ta xem lại cái form của mình thôi.
cái form ở đây chúng ta cứ để là round shape đi. Đây lo, lo, layout admin này, đây là cái user profile. User profile thì chúng ta sẽ có, vẫn có multi platform data, bởi vì chúng ta sẽ upload cái ảnh của người dùng, cái avatar của người dùng. Tiếp theo là có CSRF field, vẫn có. Chúng ta bỏ cái hidden type ID này đi, quăng đi, bởi vì cái ID chúng ta hoàn toàn có thể lấy từ session ra. Tiếp theo là đến chúng ta xem trong bảng cơ sở dữ liệu chúng ta có những cái field gì. Đây là name này, chỉ update được name này. À, hết rồi, update được name này. Đây user name, mỗi name với lại user info thì lấy ra được cái full name. Name với full name có gì khác nhau ta? Mình thấy nó cứ hơi ngu ngu cái gì. Thôi rồi, username này, thôi thì update phần này, trong này là full name này, và update cái Facebook, birthday, website bằng này thứ, được chưa? Thì tôi nhập, nãy là tôi nhập, truyền ra chúng ta cần phải truyền thêm. Nếu chúng ta có mua đồ, đây tôi để là user đi, user bằng, và có thêm một cái biến nữa là user info. Nó sẽ bằng với cái use app sược model sược user info, bằng cái user info 2.2.where có cái cột ID bằng với cái biến user chọn ID và đẩy ra. Đẩy ra first. Đẩy ra first. Và truyền luôn cái biến user info này ra ngoài. Truyền luôn cái biến user info này ra ngoài. Bởi chúng ta update chủ yếu là update ở trong user info mà. Hả? À đây, em xin lỗi. Hình như chúng ta chưa có cột avatar đúng không? Ok, tí thêm. Tương ra ngoài. Nếu thích thì chúng ta ngay lập tức sử dụng migration, chúng ta thêm cái cột là avatar vào trong bảng user hoặc là bảng user info. Thì cái đấy tùy các bạn. Nên, nhưng mà nên đẩy vào bảng user ấy. Bởi vì user nó sẽ đi kèm với session. Cho nên là chúng ta đỡ phải thực hiện thêm những cái việc khác mà chúng ta có luôn cái avatar đấy ở trong bảng user luôn. User info, đẩy ra ngoài. Để tôi gửi code lên. Tiếp lâu thế. Được chưa? Xong chưa? Toàn đến muộn thì lấy code ở trên ấy nhá, lấy code ở trên GitHub nhá. Xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là có một cái field ở đây là field full name này. Full name, for là full name, ID là full name, time take O của cái này chúng ta không còn model nữa mà chuyển hết model thành user hoặc thành user info. Thì ở đây cái full name nó bằng là user info. Đây user info. User info chọn đến full gạch dưới name thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm là như này. Full gạch dưới name. Còn name của nó là full gạch dưới name luôn. Ví dụ như kiểu EX 2 chấm là Nguyễn Văn A.
Erode của full name luôn. Đây là category đúng không? Chúng ta quăng đi, chúng ta không dùng đến thằng category này. Bỏ thằng deep select đi. Tiếp theo là đây là đến là cái avatar. Avatar file. Đây là avatar name bằng avatar. Còn cái ID bằng avatar luôn. Class là form control. Tiếp theo là đến birth date đúng không? Chúng ta sẽ có là đây là cái form group tiếp theo chúng ta sẽ để là birth date. Birth date. Birth date. Copy này, name bằng chờ tôi chút. Để nó cái ID bằng cái birth date này này, type bằng text hoặc type bằng date cũng được. Và chúng ta sẽ có cái name của nó sẽ bằng cái này birth gạch dưới date. Và chữ date viết thường, chữ date viết thường. Birth gạch dưới date. O của nó cũng bằng cái này. Platform control value bằng cái này. Tiếp theo chúng ta sẽ có Facebook website nữa là hết. Thì ở đây tôi sẽ sửa cái này thành, tôi duplicate thằng này lên thành bằng Facebook. Đấy. Facebook value cũng bằng của Facebook và bằng của model Facebook. À chết nhầm, cái này không phải model đâu nha, tí tôi sửa lại một lượt. Không có model nữa. Facebook này, rồi thì đến cái gì? Website. Website. Web. Web. Tech. Website. Copy, paste luôn. Còn lại xóa đi. Và chúng ta tiến hành là replace cái biến là biến model. Biến model này bằng cái biến là bằng user info nha. Replace head. Chúng ta sẽ làm cái này nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là check xem cái giao diện của chúng ta bây giờ nó trông như nào. Ôi giời ơi. Log chưa có. Thiếu log. Use thêm cái log vào đây. Rồi. Full name, avatar, birth date, Facebook, website. Vậy thôi. Phần này nó cũng không khó đúng không? Chẳng có gì khó, chỉ dễ thôi. Cái birth date này để này cũng được. Để này trông nó rất là basic thì không ổn lắm. Nhưng mà chúng ta làm này. Đúng không? Chúng ta phải sửa sang một cái date time picker khác chứ không thể để như này được, trông nó rất là chuối. Chuối một nải luôn. Chúng ta có thể sửa lại bằng cách là sử dụng cái thư viện bên ngoài, ví dụ chúng ta có cái thể search là bootstrap date picker. Chúng ta sẽ có là thằng này Elnasdan cái gì gì GitHub.io. Đây chúng ta dùng thằng này đi. Dùng thằng này đi. Local code format này. No icon input field only.
Được chưa? Thì chúng ta đầu tiên là phải tải cái thằng này về đã. Tải thì chúng ta có thể là tải bằng cách là sử dụng Power hoặc là sử dụng Manual. Đây là sử dụng cái thằng rồi có jQuery, có Moment.js này. Ở như trong project của mình có Moment.js rồi đúng không? Để tôi coi nào. Rồi, get editor gì đấy rồi này. Chờ chút để tôi xem mình có cái Moment.js chưa nhá. Plugin này. Chưa có Moment.js rồi. Thì chúng ta sẽ có cái tải cái, các bạn vào đi. Search cái từ là đây tôi để cho các bạn search nhá. À quên đẩy code lên đã nhá. Xong rồi quẩy tiếp. Hả? À? Các bạn dùng cái wifi nào? Mà cắm dây vào đi. Ở dưới này. Bác là sinh viên T3H, FPT Việt Hoa. Đâu nhà tôi vẫn thấy vào được mà. Mấy hôm nay lâu lắm rồi tôi không thay đổi password gì cả. AP nhưng mà nó ngày các bạn để có 2 cái AP. Các bạn kéo về làm tôi cái form trước đi. Làm tôi cái form được đi ra xem có vấn đề gì không. Mình sẽ tạo form nhá. Kéo về xem có vấn đề gì không. Tôi sẽ tải cái thằng của nợ này về trước đã. Ủa nó có tham picker. Sao lại không có date picker? Ở đấy. Date picker có này. Chờ tôi chút để tôi có ngó coi xem cái date picker nó như nào. Đâu nhỉ? Chết mẹ. Hình như mình xóa mất rồi.
còn check xem có kịp không. Để tôi đi kiếm cái date picker. Chẳng có gì xảy ra. Đây rồi. Đây rồi. Cái chờ tôi chút nha, để tôi ngó xem cái này nó có date picker. Nếu có date picker thì ngon. Plug in này. Đây rồi, có date picker. Thì các bạn ngó coi. Xong form chưa? Rồi, tiếp theo đến GS này. GS thì quay quăng cái CK editor đi. Chúng ta sẽ có cái code giống như chúng nó. Code giống như cái bọn ở trong cái team này. Thì chúng ta sẽ có cái đoạn là date picker. Đây. Đặt cho nó một cái ID, đặt cho input của chúng ta một cái ID $ thăng cái gì date picker này, chúng ta sẽ đặt cái field này đúng không? Cái field là field profile à, field date birth date này đúng không? Đâu nhỉ, birth date. Đây rồi, ID là birth date đúng không? Copy cái birth date này. Mình viết sai chính tả rồi. Cái ID là birth date này. Sẽ có là $ thăng là birth date chấm date picker. Trong này truyền một cái function là auto close true. Xong. Và chúng ta sửa lại cái date pick, cái birth date này chuyển sang dạng là text. Chuyển dạng text nhá. Đây chúng ta test cái, để tôi test xem nó nào đấy nhá. Mày hở bữa. Được chưa? Ngon hơn không? Chúng ta có thể chọn năm khác. Ví dụ lại 1991. Ồ, mình nhà có ngày chủ nhật. Thật là kỳ diệu. Chán lắm. Chị quen rồi. À quên, chưa đẩy lên. Đẩy lên luôn. Đây có mỗi bằng này thôi. Chúng ta còn có những cái khác nhưng chắc là format bây giờ vẫn còn. Format thì ngày tháng năm hay năm tháng ngày hay là kiểu gì chắc cũng có. Nên chúng ta cứ để mặc định đã, tí nữa tính sau. Tôi thử phát ạ. Trong thời gian chờ đợi tôi có được quyền thử. Chúng ta cứ làm để cho nó ra cái date picker đi đã.
kiểu gì nhỉ? Các bạn cứ làm đi nha, để tôi ngó lại xem cái này nó xử lý kiểu gì. Chính nói rồi. Rồi, hiểu. 2017 ngày 8 à, tháng 8 ngày 11 để cho nó dễ. Được chưa? Đây chúng ta nếu mà muốn format lại cái ngày tháng 5 cho nó giống như trong cơ sở dữ liệu ấy thì chúng ta sẽ nhét nó vào thêm cái đoạn JS này bằng format này, hai chấm bằng IIII trừ MM trừ DD thì nó sẽ ra đúng theo đúng thứ tự là năm, tháng và ngày. Đó là tích của chúng ta, năm tháng ngày. Thêm cái đoạn này vào. Được chưa? Ngoài ra để tôi coi là xem nó thằng này nó có cái upload ảnh nó hay hay không. Admin này. File không có upload file rồi. Đây file này, mỗi thế này. Thôi rồi, không sao. Mấy nữa chúng ta sẽ add thằng này vào nhá. Add thằng này vào. Copy it. JS. Chúng ta có thể add thằng này vào để giống như trong cái thằng Facebook ấy. Chúng ta khi up ảnh lên thì nó có được quyền là resize ảnh đúng không? Đây. Chúng ta có thể là resize cái ảnh avatar và cắt nó trở thành một cái ảnh mới. Chẳng hiểu chết bố rồi. Ở bên này mình không chạy được. Resize ảnh có thể làm được. Cái này làm bằng JavaScript thôi, không có gì gọi là cao siêu cả. Nhúng nó vào phát là xong. Để mấy nữa chúng ta làm. Trước hết chúng ta cứ up được cái ảnh lên và thay đổi được profile của người dùng đã. Được chưa? Đây tôi đổi tên này. Trần Hữu Thiện này, avatar bằng lấy một cái cây nào đấy. Mỗi cây thôi. Ví dụ Facebook. Rồi xong. Copy cái Facebook này ném vào đây. Website là bằng http://dev.vn ví dụ như này. Sau đó chúng ta tiến hành submit nó lên, nhưng mà đừng có mà nghịch ngu mà submit bây giờ nhá. Thế nào mà submit bây giờ là sang kết đấy, sang post save ấy, đã sửa URL đâu, chưa? Yeah. Thì chúng ta sẽ có cái tạo ra cái URL mới để save à, để submit cái cục kia lên. Admin này, profile đúng không? Chúng ta có post profile. Thích thì sửa, còn không thì có thể là thêm chữ save vào đây cũng được, hoặc không thì để save post profile thôi. Chúng ta sẽ có là hàm hàm save. Chọn cái name là form. Thằng này không cần có form. Không cần có name, quăng nó đi.
Được chưa? Tạo ra cái profile. Post, nhớ nha, nó là post nha. Và tiếp theo, việc tiếp theo của chúng ta là xóa bén cái action của thằng này đi. Giữ lại cái method thôi. Xóa action đi. Giữ lại cái method và giữ lại cái encrypt time multi platform data. Lưu lại đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta tạo ra một cái hàm là hàm save. Duplicate thằng này lên, hàm của chúng ta là hàm save. Sẽ nhận cái là profile request lên trên đấy. Đấy nhỉ? Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái request mới để validate cho thằng này. Sử dụng là PHP artisan make 2.request là profile, không thì là save profile request. Rồi xong. Tạo ra request. Sẽ tiến hành là sửa cái request này đi. Đây save profile request đúng không? Thì chúng ta đi copy lại cái save post request ở đây. Copy lại. Return, đây là true. Thì sẽ có là full name require này. Rồi thì cái gì nhỉ? Avatar thì là không cần require mà chúng ta sẽ để nó là dạng file. Tiếp theo là birth date. Không có cũng được, chẳng có cũng được, kệ nó. Còn gì nhỉ? Facebook không cần. Có mỗi này thôi. Field này cực kỳ đơn giản. Có full name là cần thôi, còn những thằng khác thì không cần. Hả? Chúng ta nó ở trong Laravel nó có hỗ trợ cái phần validate này. Chờ Laravel này. Validation. Nó sẽ có cái đoạn mà tiến hành validate. Đây emit này. Đây, thêm thuộc tính emit vào. Nó phải là file và là image. Thế đó, nhét vào. Chấp nhận tất cả các thể loại ảnh. Nhá. Mỗi thế thôi. Sau đó là use cái app HTTP request và save profile request vào trong cái file profile controller này. Use save profile request. Copy này vứt dưới. Đây là cái $RQ hả? $RQ hả? Xong rồi sau đấy sẽ có cái biến là biến model, nó sẽ bằng với cái user info 2.2.file của cái auth 2.2.user trỏ đến id. Đấy, tìm thế là xong. Sau đó là model trỏ đến fin cái request rq trỏ đến on. Tí nữa chúng ta sẽ copy label ở trong cái user profile, được chưa? Nhét nó vào. Rồi là phần upload file, upload ảnh nữa là xong. Sao? Đại. Có gì không hiểu à? Không hiểu thì hỏi nhá.
thà dùng thằng này chứ, chẳng tội gì phải dùng thằng kia. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta test cái đã. Chắc chắn là bây giờ không vào được, nếu bởi vì tôi đang làm linh tinh. Cho nên là bây giờ tôi đẩy lên một file là file file zip đi. Open nó ra. Submit lên. Kèo ngay. Nhá. Không lên được đâu. Chắc chắn là các bạn luôn không thể lên được. Excel. Nhưng mà thằng này nó chưa báo lỗi. Chưa hiển thị lỗi ở đây. Tôi cũng chưa có. Tôi copy, tôi hiển thị lỗi của nó ở phía dưới này. Avatar. Zip này. Submit lên. Nó ra. Avatar must be an image. Được chưa? Thỏa mãn chưa? Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là đẩy dữ liệu lên rồi thì chúng ta sẽ có thêm vào cái phần fill này chúng ta chưa có này. Bởi vì ở trong user info chúng ta chưa hề có cái gì gọi là fillable cả. Chúng ta sẽ có là đi copy lại cái ở cái module khác đi, post đi. Public fillable. Public fillable thì có full name. Có Facebook. Có gì nhỉ? Website. Vậy thôi. Avatar ở bảng khác. Avatar ở bảng khác. Full name Facebook thì ở trong này đây nha, tôi giữ cho các bạn nha. Full name Facebook, website có ba phim này thôi. Còn gì? À, birth date đúng rồi. Đấy, nhắc đến cái birth date này mới nhớ. Birth date này nó là phải là dạng ngày tháng. Đúng không? Chứ không thể điền linh tinh vào đây được. Birthday này thì chúng ta sẽ save profile request thêm vào đây cho tôi một cái birthday nữa. Birthday nó là dạng date. Chắc là có ấy mà. Có date không? Có date này. Có date này. Thậm chí là date format luôn nhá. Ví dụ chúng ta để date format lại là bằng date format lại là bằng ngày tháng năm chẳng hạn. Thôi kệ nó đi, để date đi, tí nữa chúng ta nghiên cứu cái phần kia xong để lại bằng date đi. Thực ra ở trong cái field kia các bạn viết text vào cũng được, cho nên là tốt nhất là vào verify cho nó bằng cái date này. Thì copy cái birth date này vào trong cái màn hình form. Đâu nhỉ? Đây form này, xem cái date đã có validate chưa? À có rồi. Rồi xong. Và bây giờ vào trong profile controller DD cái model ra. Xem nó ra cái gì. Tôi test trước nhá. Lê Văn Toàn. Ảnh để em up cho anh cái ảnh Doãn Chí Bình lên đấy. Ở lớp ở bên kia em có một thằng sinh viên tên là Doãn, lấy luôn ảnh Doãn Chí Bình áp vào. Submit lên đấy. Lê Văn Toàn này, 2017 ngày 07 27. Ui mình chọn kinh ấy, 27 tháng 7 luôn, sợ thật. Được chưa? Sau đó chúng ta đơn giản là xếp xuống thôi. Thằng này thì đến model, model đây là model. Trở đến xếp phát là xong. Đấy, một thằng. Nhưng bây giờ trong trường hợp chúng ta có avatar làm nào. Thì cứ xếp xong là chúng ta redirect đi nhá. Return redirect về trang về cái ground là admin chẳng hạn. Đấy, về cái route admin chẳng hạn.
có Realme không? Không có. Đây tôi đặt là Realme name admin thì tôi sẽ return nó về cái trang này. Thì update xong thì về đấy chứ còn về đâu, đúng không? Về redirect cái trang route admin thì chúng ta check lại một lần nữa xem có đúng không. Thì tôi test nha, về admin này, về profile này, mình Lê Văn Toàn này, sửa lại Lê Văn Toàn thành Trần Hữu Thiện này. Các bạn có thấy cái giỏ gì không? Tên thì đúng rồi, tuổi đâu, ngày sinh nhật đâu, có thấy giỏ không? Đi đâu mất rồi? Xem trong DB có update nhá. Đấy, anh Toàn là sinh ngày 27 tháng 7 đúng không? Đây, được update thành 27 tháng 7. Tại sao không được phi ra ngoài kia? Tại sao? Nó là do thằng Bootstrap Date Picker này, do thằng này nó ghi đè lên trên cái giá trị mặc định mà chúng ta tương vào trong input. Đâu nhỉ? Input đây, đây form plate đây rồi. Đây, đây này, chúng ta có sẵn value cho nó bằng user info birth date đúng không? Nó sẵn đấy chứ không phải không có nhá. Vẫn có chứ không phải không có. Nhưng tại sao nó không phin ra? Bởi vì cái đoạn JavaScript này nó đè lên trên. Thì chúng ta phải làm nào? Để tôi coi nào. Default. Ồ, cái này không có default value. Check option này. Auto close. Before show day, before show month, before show year. Calendar week. Clean button, clear button, container. Date disable, date quick disable, date quick highlight, default view date. Free đây. Default view date, enable rate only end date. Pause path. To display, immediate update, input. Keep empty value, keyboard navigation, and wait. Max remote mean, empty date. Orientation. Hả? Ờ, dùng JS mà. Cái gì mà làm bình thường? Gắn kiểu gì? Đang coi xem cái thằng này nó không có cái default value. Ô, không có thật này. Chắc chắn phải có default. Không thì làm sao ra được nhỉ? Chắc chắn nó phải có default value bằng, tôi thử bằng để bằng user e, user. Ôi giời ơi, nhầm. Birth date đâu nhỉ? Đây birth date này. Value của nó phải bằng cái thằng này chứ. Phải bằng cái, à đây tôi viết sai chính tả, xin lỗi các bạn. Full name này. B date sai rồi. Viết sai chính tả. Sorry các bạn. Đây 27 tháng 7. Sai chính tả đấy. Facebook cũng update nhá. Test save Facebook. Test website. Đây là Trần Hữu Thiện. Submit. Ở đây. Bách là. Vẫn giữ nguyên là được. Được chưa? Bây giờ đến phần avatar. Giờ xử lý cái thằng avatar này như thế nào?
thì trước hết chúng ta phải có ở ngó trong DB đã, ở trong này không có data avatar này, ở trong user cũng không có avatar này. Bây giờ phải quyết định xem cái avatar đấy đặt ở đâu, các bạn muốn đặt ở đâu á? À? Ở đâu cái gì mà public, public cái gì mà public, public hôm trước up lên rồi và lấy ra được rồi, thưa ông. Tôi đang bảo là cái avatar sẽ nằm ở trong bảng nào, hiểu không? Bảng nào, nó thích đặt ở đâu? Khổ lắm. Đây này. Bây giờ ấy, cái avatar phải đặt, tôi sẽ định đặt ở trong này, ở trong bảng user, để mỗi lần đăng nhập vào không phải lấy từ user info nữa, mà lấy thẳng ra cái avatar của nó ở trong này luôn. Thì tôi sẽ sinh ra một cái PHP artisan make migration enter user table add avatar column tạo ra. Và không phải tạo đâu, tí nữa tôi sẽ gửi cái này lên cho các bạn ở trên GitHub thì các bạn add vào là được. Thì ở trong file này chúng ta làm cái gì? Đâu nhỉ? Database app này, database này, migration này, đây ngày hôm nay đây. Table là user, blueprint thêm cái cột là avatar 500. Này để là nullable. Đó, xong, nullable. Bây giờ chỉ việc đơn giản là chạy PHP artisan migrate. Thế là xong. Xong cái cột avatar. Đây avatar đây. Cho phép null. Bây giờ sẽ upload ảnh lên. Thì trước khi upload ảnh lên thì các bạn làm xong cho tôi cái cơ sở dữ liệu của các bạn nhá. Tôi đẩy lên. Đó, chúng ta sẽ thay đổi những cái file là ở trong controller này, route này, blade này, form blade này, user info, save profile này, rồi thì user info. Mấy file trong này. Đó, update mỗi cái ảnh phát nữa là xong. Để tìm ra. Ai có vấn đề gì thì ới nhà tôi xuống giúp luôn.
Đây này, trong trường hợp nó cũng ít thôi nhưng mà vẫn có thể khả năng xảy ra. Đây, chúng ta có cái này user info bằng user info where id đúng không? Nhưng mà trong trường hợp một thằng người dùng nào nó mới tạo mà nó chúng ta chưa kịp tạo ra user info cho nó thì cái hàm nó sẽ trả ra null đúng không? Mà null bởi vì nó sẽ map hai cái bảng ở với nhau này, bảng user của id là 1 2 đúng không? Bây giờ tôi sẽ có user info là 1 2 sửa vào ngày tháng 3 chẳng hạn. Chưa? Vậy nó không tìm được cái đường 1 ở trong cái bảng này cho nên sẽ bị null. Đẩy ra ngoài sẽ lỗi chắc luôn. Vậy chúng ta xử lý cái tình huống này như nào? Sửa đây này, sửa user info, bảng này là bảng phụ vậy. Chưa? Thế bây giờ chúng ta xử lý cái tình huống này như nào? Chúng ta xử lý như sau. Đây cũng là một kinh nghiệm, tôi quên là không check null. Bởi vì mình không nghĩ là nó null. If user info bằng null thì chúng ta sẽ có cái biến user info bằng new user info với user info trỏ đến cột id bằng cái user trỏ đến id, sau đó chúng ta cứ tiến hành là user info trỏ đến xếp xuống và chạy như bình thường nhá. Này để làm gì? Này, nếu trong trường hợp cái bảng user info của chúng ta chưa có tồn tại thông tin của người dùng đang đăng nhập ấy, tạo ra và lưu xuống, tạo ra và lưu xuống, sau đó là chúng ta sẽ có cái các thông tin khác đều rộng đúng không, đẩy ra ngoài chúng ta vẫn cứ có là user, có sẵn user info để nó cookie ra ngoài thì tất cả các trường hợp của chúng ta đều trở thành là update. Được chưa? Thế là xong. Mình quên mất không check cái cây này. Bởi vì thường thường các user tạo ra thì chúng ta sẽ tiến hành là mấy nữa chúng ta tạo ra user phân quyền cho nó. Thì thường thường các cái user được tạo ra thì chúng ta sẽ tiến hành là tạo luôn info cho nó. Thì cái phần này mình quên. Cái gì?
Thank you.
Nó là 3 đến 2 lần. Đấy. Học trên 3 kết cả, học dưới 3 kết cả. Đấy. Đấy là một điểm. Cái gì mà đi xét bài thì không thấy đâu. Có thể là cái trang danh mục người ta phải biết là quyền nó đúng không? Vâng.
Giải thích đến hai lần mình không thể hiểu được. Con bé này bị cái vấn đề về truyền đạt rồi. Cô học rồi, cô sắp học hẳn rồi. Sau này nhá, có chồng ấy, tốt nhất là đừng có dạy chồng cái gì cả, nó đánh rồi đấy. Tôi thề với cô luôn. Thề với cô luôn. Anh ấy nấu em nồi cơm. Cái gì cơ? Lấy nắm rơm á. Giải thích cho không ai hiểu một cái gì luôn, sợ thật. Đấy, cô hỏi Nhàn thì nó có hiểu không? Đấy, hỏi Đại nó có hiểu không? Đấy, tôi cho thời gian quay lại giải thích cho xem nó có hiểu không? Hả? À? Hiểu cái thưởng tiền cho nó luôn. Được. Cô đi. Được, tí tôi hỏi lại. Được. Quá đơn giản luôn. Xong, bây giờ đến sếp này. Chúng ta đã có cái thêm cái cột chúng ta có thêm cột avatar trong bảng user này. Bây giờ update cái avatar vào đây. Giờ làm nào? Thứ nhất là chẳng có làm nào ở đi copy. Đừng có mà dạy làm nào ở bên post này. Chúng ta đã làm thành công rồi thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Không việc gì phải tốn công, tốn sức, tốn calo để đi làm những cái thứ khác. Đây, xem bây giờ chúng ta có cái hash file đúng không? Copy luôn. Copy này. Profile controller, tôi xử lý luôn ở trong controller nhá. Mấy đứa về các bạn chuyển sang repository luôn cho tôi. Đây. Đi copy ở trong cái phần post repository pet sang. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ xử lý tiếp. Copy đi, copy nhanh lên. Ở đây chúng ta có logic thứ nhất là check xem có file không. File của chúng ta là avatar đúng không? Avatar. Sau đó chúng ta có file name. File name vẫn bằng unix, trỏ đến request avatar, trỏ đến extension. Tiếp theo request trỏ đến avatar, trỏ đến store as upload file name. Giờ chúng ta không còn cái model emit nữa mà chúng ta tiến hành chuyển sang là auth ... user đóng mở ngoặc trỏ đến avatar bằng upload file name. Sau đó chúng ta sẽ có tiếp tục auth user. Auth user trỏ đến save. Sau đó redirect về admin. Bởi vì auth user nó chính là một cái đối tượng của model user mà. Cho nên là chúng ta có thể làm được cái việc này. Nó vẫn là sử dụng eloquent như bình thường.
cái gì nó đã chạy rồi cứ để nó chạy. Nếu mà thích avatar để riêng một chỗ thì chúng ta hoàn toàn có thể là chuyển cái thằng này, thằng upload này này, sửa thêm một cái thư mục là avatar vào đấy tùy, nhưng tôi để chung luôn, còn sau này để chúng ta tự sửa. Xong chưa? Trời ơi, đi co-op đi. À, RQ. Cái này là RQ nhé, không phải request đâu. Không nhớ, chết thôi. Cây cà phê chè à? Rồi cây kê đi. Open ra. Submit lên. Dạ, yeah. Chúng ta ngó ở trong cái bảng user này. Xem nó có upload file là file 598DA cái gì gì đấy. Chúng ta vào trong DB, ở trong cái thư mục public. Vào thư mục upload. Rồi. À, sẽ có 59, sẽ toán đến 598 cái gì mà DD. Đây, là đúng cái cây kê của chúng ta. Bây giờ upload lên xong và gán lại cho user bằng avatar kia. Bây giờ nhỉ? Chúng ta check xem là cái file ảnh đã lên chưa và DB được update thành cái đường dẫn chưa. Sau đó chúng ta có gì? Ví dụ theo logic bình thường mà để vào được cái trang admin thì chúng ta ở trong cái admin, trong cái template admin ấy, trong cái layout của admin ấy. Để vào được cái layout của admin thì chúng ta đã phải là đăng nhập vào trong rồi đúng không? Đúng không? Thì ở trong này chúng ta có mấy cái ảnh đấy. Ví dụ ảnh Alexander Pierre cái gì gì đây. Đây chúng ta có copy cái đoạn này. Cái gì mà user 1 tôi copy nhé, user 2 trừ 160 nhân 160. Tôi sẽ tìm nó, đây, đoạn này đúng không? Thì tôi sẽ bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Tôi sẽ thay bằng cái bằng gì rồi ta? Sửa auth 2.2. User đóng mở ngoặc trỏ đến avatar. Thử xem có được không nhá. Tiếp theo là cái tên của thằng người dùng đúng không? À còn cái này còn một cái ảnh nữa. Này còn một cái ảnh nữa. Để tôi đi sửa nốt, nó có hai cái ảnh cơ. Đây rồi. Ôi, có lắm này. Ui. Rồi. Chúng ta test ảnh cây lúa chưa? Đây, thành cây lúa rồi đây. Tiếp theo đổi tên Alexander Pierre đúng không? Tôi cũng chả biết đọc cái từ này là cái từ gì. Vậy nó cứ đọc thôi. Trước hết là chúng ta đã đổi được cái ảnh trở thành cái avatar của người dùng này. Sau đó chúng ta sẽ chuyển tiếp cái đây cái Alexander cái gì web developer này. Chúng ta chuyển thành là muốn lưu muốn để ở đây là name hay là lưu ở đây là full name. Name hay full name. Chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái đoạn như sau này, sửa auth 2.2.user trỏ đến name vứt vào đây.
Đây, đoạn này nữa P này chúng ta chuyển hết sang. Đây nữa. Hết rồi. Bây giờ chúng ta thấy là có trở thành admin. Thành tên cái người đăng nhập ấy. Xong chưa? Wow, sao còn cái chữ x gì ở đây đây? Này là cái gì? Đây 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 đây. Rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta tiến hành là vào trang đây và chúng ta chuyển profile thì chúng ta sửa lại cái ảnh khác. Ví dụ ảnh quả sầu riêng này đi. Chúng ta thấy là được tất cả được upload, update thành cái ảnh sầu riêng. Chưa? Bởi vì các bạn làm cái này chỉ khi và chỉ khi các bạn chắc chắn là người ta đã login vào trong rồi, có tài khoản rồi thì mới làm được cái việc này. Chưa? Chứ không nó sẽ ra lỗi, báo lỗi ngay ở đấy cho các bạn. Chết chắc luôn. Được chưa? Xong. Bây giờ chúng ta có cái nhìn thấy cái trang dashboard này hơi trống đúng không? Dashboard đây cái phải để như này. Đúng không? Chúng ta sẽ có cái phần ở trong là admin LTE. Thì admin LTE. Đây. Nó sẽ có những cái phần như này này, trông thấy không? Cái đấy nó tên là cái phần là YGit. Đây nó chính là cái phần này. Chính là cái YGit của chúng ta. Thấy chưa? Thì chúng ta thích cái thằng nào chúng ta copy cái phần đấy về. Copy vào đây. Inspect này. Đây để đây là LG3. Đây chúng ta copy cái phần này, copy này. À để tôi đẩy code lên trước nha, xong chúng ta sẽ làm thêm phần kia sau. Tí nữa chúng ta sẽ làm thêm cái phần này. Những cái này nhét vào trong đấy là được. Tôi đẩy code lên rồi đấy. Các bạn làm đi xem có phần nào cần giúp đỡ không. Không làm nhanh quá lại không theo được. Code đã lên rồi. Xong hết chưa? Nhớ quan trọng các bạn nhớ cách làm.
để nó ra ngoài này như nào. Xong chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ copy cái phần white để quăng ra ngoài. Thì chúng ta có thể là, ví dụ tôi lấy cái màu này, inspect này, chọn cái đoạn là côn LG3 các thứ các kiểu này. Các bạn vào admin LTE đi, vào cái page white git. Chưa? Vào trang này chưa? Không phải vào cái trang của tôi đâu, không phải vào cái trang tôi đang vào đâu, bởi vì tôi nghịch dại, tôi xóa mất cái theme đi rồi. Các bạn mở cái theme của các bạn ra. Được chưa? Mở cái theme ra. Thì các bạn sẽ thấy, sau đó các bạn copy cái đoạn này cho tôi này, bấm chuột phải ở đây. Sau đó sẽ có cái côn LG3, côn XS6 đúng không? Bấm vào copy, copy outer HTML. Sau đó chúng ta paste thẳng vào trong cái nội dung của trang dashboard ấy. Đây dashboard blade đúng không? Đây, quăng vào đây. Chúng ta sẽ paste cái đấy vào trong này. Một cái. Chúng ta test xem có được không đã. Đây được một cái này. Duplicate thằng này lên, chúng ta sẽ được cái thứ hai. Úi giời ơi, gì đây? Mà kinh này. Deep này. Small box này. Đúng rồi mà. Rồi ok, tôi copy cái khác đi. Cái đầu tiên này. Tiếp theo chúng ta copy cái màu này đi, màu cam này đi, hoặc là cái màu xanh này đi cho đẹp. Copy out HTML. Nó pệt dưới. Được chưa? Hai cái. Tí nữa chúng ta có thể sửa được cái icon, sửa được cái chữ này và sửa được cả cái số này nữa. Nhìn nó đỡ trống. Hay thậm chí sau này chúng ta có thể là thêm một cái nữa để quản lý về user, những cái thành viên tham gia trong hệ thống. Được chưa? Xong chưa? Ra hai hình thì chưa? Ra chưa chấm? Tôi đi copy dùng người lâu thế. Được chưa? Mà mình quay git mà tìm. Không phải, tại do cái độ phân giải của cái máy chiếu nó bé, độ phân giải của máy chiếu nó thấp, cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là to. Còn khi mà các bạn lên cái màn hình của các bạn, độ phân giải nó lớn hơn thì nó sẽ khác. Rồi, bây giờ yêu cầu như sau này, làm nhanh. Hiển thị ra đây số lượng danh mục. Khi mà bấm vào đây thì phải vào phần hiển thị danh mục. Hiển thị ra đây là số lượng bản bài viết. Bấm vào đây là vào danh sách bài viết. Làm luôn.
yêu cầu của thế thôi.
LG3 tầm này là hợp lý. Không nhớ lâu thế chúng ta đang có cái phần route get sược này vào admin dashboard đúng không? Bây giờ lấy thêm, tốt nhất là các bạn nên, tôi nghĩ là các bạn nên tạo ra một cái controller riêng cho nó, đẩy code ra ngoài để cho khỏi phải động đến module ở trong này. Đấy. Còn nếu không ấy, để lấy ra được tổng số category thì các bạn phải làm như này, ví dụ như kiểu là kết, đến kết cao nó sẽ bằng là app sược module sược category 2.2.cao, duplicate lên sẽ có post cao. Post cao, sau đó truyền hai thằng này ra ngoài. Compact, kết cao và post cao. Đấy, truyền ra ngoài. Sau đó lấy kết pệt vào trong cái chỗ này này. Đâu các bạn sẽ nhìn thấy cái 53% này đúng không? Các bạn sẽ sửa cái này thành kết cao. Và không có cái phần trăm này, không có đoạn phần trăm này, nó quăng đi. Không thì sửa cái này thành category. Bỏ cái bao rate này đi. Href bằng route get.list 107 category. More info thì bấm vào là get list. Gì mà lắm get đấy. À đúng không? Đúng không? Chúng ta nếu mà muốn nó dài ra thì thêm một cái thẻ P vào đây, P rộng. Và BSP. Đây. 107 category. Hoặc là dùng cái kiểu như này cũng được. Bỏ sắp set S up này đi. Và chúng ta copy cái đấy ở dưới, chúng ta sẽ có là Post cao. Đây sẽ href này chuyển sang là route post lead. Có một bài viết thôi à? Đấy. Cách là còn cái icon kia thì nó sử dụng cái ion icon. Đây này các bạn xem này. À cả shopping cart nữa. Đây chúng ta có thể là chuyển sang category đúng không? Đây i thì tôi sẽ để là icon class icon này.
đây có FA, cách FA trừ list. Đấy, list category này. Còn bài viết thì là sẽ là FA document này. Bài viết thì sẽ là FA trừ what. Không có. Là form awesome IO icon. Search từ what. Đây file what trừ o. File trừ what trừ o. Đó. Đây nó tiện hơn hả? Tự làm đi. Khổ thế nhỉ. Được chưa? Tiếp theo chúng ta tiến hành phần đổi password. Đổi password thì ở đây chúng ta sẽ có cái follower đúng không? Và đổi cái này thành chain password. Nên nữa chúng ta sẽ làm thêm cái module comment, nhưng comment ở phía ngoài. Comment ở đây. Xong chưa? Rồi, update tiếp cái layout. Cái chỗ follower này các bạn chuyển sang cho tôi thành là chain pass, chain password. Phần này này, chỗ tôi đang hover chuột này. Sửa tôi thành chain password. Thì ở cái layout admin, chúng ta sẽ có là follower, tìm follower. Đây rồi. Chúng ta sẽ có là chain. Đây, chúng ta sẽ có là chain password. Upwrap để đấy tí tính. Check. Chain password. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái route mới để chain password cho nó. Thì route ở đây là route:get chain password function. Quên nhầm. Đẩy về admin sược profile controller a cộng chain pwd form name cho nó chain password chấm chain. Rồi password.
không nhớ. Sau đó chúng ta copy cái text này, vứt vào trong cái thẻ A vừa rồi, copy cái text này, phong vào trong cái đoạn này. Password train. Sau đó là tạo một cái hàm và tạo một cái form để người ta sửa pass. Form đổi password thì có mấy field? Link, mấy field? Có những cái gì? Pass cũ, pass mới, với gì? Nhập lại. Ok, rồi. Thì ở đây chúng ta đang còn thiếu cái hàm trên password form đúng không? Thì chúng ta sẽ mở cái profile controller ra. Profile controller sẽ có một cái hàm là public function trên password của form. Copy cái nội dung ở trên này. Tất nhiên chúng ta không lấy ra cái thông số nào ở cái form này, chúng ta không truyền cái gì ra. Chúng ta đây là trên PWD, trên PWD không truyền cái tham số gì ra cả. Mỗi này thôi. Tiếp theo thì biết làm gì rồi đấy, tạo ra một cái blade view là trên gạch ngang trên trừ PWD. File này, new file này, trên pwd.blade.php. Sau đó đi copy lại cái form ở cái form blade, paste xuống. Chúng ta đây là user trên password. JS này chúng ta quăng đi. Tạm thời màn hình này không Java, không xử lý bằng JavaScript. Ở trong này chúng ta không upload file gì, bỏ cái input type đi. Vẫn là method post. Chúng ta sẽ có cái là old password đúng không? Old pass. Đây chúng ta để là password. Hai bằng password, name bằng O, gạch dưới password. Cái này không có value nhé, xin lỗi các bạn, cái này không có value. Value chỉ bằng O cái này thôi, à, cũng không có luôn. Value để chống nhá, không có O, không có dữ liệu gì cả, không có placeholder. Error thì chúng ta sẽ có error cho phần old password. Tiếp theo là new password đúng không? Name bằng avatar này, name này bằng new to password. Thằng cuối cùng là bằng confirm password. Hai bằng password luôn. Không có value. Sau đó bỏ cái này đi.
đẩy cốt lên nhá. Reload này, password này, sau đó vẫn còn avatar này. Password, đây là new password. New password này, password, new password và confirm password. Nhá, gửi lên. Nếu mà chúng ta cảm thấy cái form này nó to quá này. Nãy tôi nhìn thấy rất là nhiều bạn cái form nó to vật vã nhưng lại vẫn để nguyên. Thì chúng ta phải cho nó nhỏ vào. Ở đây chúng ta có thể là thêm cái class vào trong cái form này. Class này nó sẽ bằng là côn trừ để coi nào, côn trừ xs trừ 6 cách côn trừ xs trừ offset trừ 3. Co nhỏ vào đây. Được chưa? Tự động nó co vào thôi. Cái này là cái thuộc tính côn và offset ở trong Bootstrap. Cái này đã học từ bao đời rồi. Nó co nhỏ nó vào. Được chưa? Đẩy cốt lên nhá. Rồi đấy. Nó check đi, tôi cũng đi search kìa. Laravel. Ba đi lấy cầm mic. Rồi làm sao để custom, tôi đang check cái custom cái validator rule mới. Em làm nào ta? Validator extend. Ok, cái phần này xử lý sau đi. Tôi sẽ có cái trò như sau. Thứ nhất là tiến hành làm cái việc này. Đâu rồi nhỉ? Tạo ra request để validate cái dữ liệu rồi đã. Và tạo ra một cái form, một cái route để lưu trữ dữ liệu này. Tôi sẽ có hàm duplicate cái này lên. Tôi sẽ có hàm post
change password. Không có name, thằng này không có name. Đây là save change pwd. Save change pwd. Vẫn là trong profile controller. Chúng ta sẽ làm cái việc như sau. Save change pwd. Lại tiếp tục làm cái việc đó là gì biết không? Mỗi một lần nhận dữ liệu từ form thì chúng ta phải request php artisan make request là save change password request. Đừng sợ cái tên lớp nó dài nhá, kệ nó. Chúng ta sẽ có là save change password request là true. Rule thì chúng ta sẽ có là có các cái field nằm ở ngoài cái blade view ấy. Đó là cái đầu tiên là cái old password đúng không? Old password thì nó sẽ bằng string là required. Tiếp theo là cái new password. New password nó sẽ có là required luôn. Và cái confirm password cho đến là met đúng nhỉ? Coi xem trên này nó có cái mét này không. Mét hoặc compare. Accept này. Regular require require with. Thế nào nhỉ? Confirm. In document. Same. Xem. Chúng ta sẽ có là cái xem với cái field. Xem với cái field là new password này. Sau đó chúng ta test. Old password, new password, confirm password. Hai thằng trên là require, thằng dưới là xem hai chấm new password. Và copy nốt cái save trên password request này. Save. À cái này còn thiếu. Password này không thể để này được. Cứ xong đi các bạn, cứ xong đi tôi sẽ update tiếp. Password không thể chứa dấu khoảng trắng được đúng không? Được chưa? Tiếp này. Xem còn gì nữa. Đấy nhá. Alpha dash alpha numeric. Đây chúng ta có alpha 5. Alpha 5 chứa ký tự và số. Sau đó copy cái tên này.
Được chưa? Copy cái này vứt vào trong cái hàm kia. $RQ. Sau đó DD1 vào đây. Để nó chạy lên, nó dừng lại ở cái chỗ DD1, nó không chạy thêm một vòng nữa. Tôi muốn check cái request kia của tôi xem đúng không. Tôi làm cách này. Tất nhiên phải use nó nhá. Use nó trên này. Giờ không use là lỗi đấy. Test nhá. Tôi code tôi đẩy lên trên rồi đấy. Code tôi đã đẩy lên trên GitHub rồi nhá. Để chúng ta test này. Rồi, bây giờ tôi không điền cái gì vào đây. Old password required này. Cách ra này. Đây. Old password may only contain letter and number. Tôi vừa thêm vào đây một dấu cách. Dấu cách này. Viết text này. Không được này. Ô, anh nhỉ. Cách. Cách. Ô, để dấu cách được này. Để dấu cách ở hai đầu thì được. À, nó sẽ tự ép kiểu sang, bỏ hết dấu cách đi. Ok, thì được. Đây, chúng ta đang có là, các bạn để ý này. Cái require của chúng ta ấy, khi mà input nhập vào thì nó sẽ tự động nó bỏ hết các dấu cách ở hai đầu đi nhá. Bỏ hết các khoảng trắng ở hai đầu đi. Cho nên là chúng ta cứ cách thoải mái viết text này. Thì dữ liệu của nó vẫn đẩy lên, nhưng mà dữ liệu khi mà đẩy lên nó sẽ bỏ những cái dấu cách ở hai đầu đi cho chúng ta rồi. Cho nên chúng ta không phải quan tâm những phần đấy nữa. Còn khi mà ở trong code của chúng ta, ở trong cái text này của chúng ta mà có dấu cách thì nó sẽ báo là old password chỉ được phép chứa ký tự và số. Được chưa? Thì chúng ta test tiếp. Đây ví dụ như kiểu admin là pass cũ này. Pass mới là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Thì tôi điền là 1, 2, 3. Sẽ bị lỗi và confirm password. And new password must match. Và phải giống nhau. Admin này. Chứng tỏ là cái request của tôi được rồi. Đây bằng ngày thứ. Thì chúng ta sẽ ra được DD1. Được chưa? Đấy là chúng ta validate dữ liệu. Tuy nhiên vẫn còn một phần nữa để validate. Đó là check xem là cái password chúng ta nhập vào với password ở trong cơ sở dữ liệu đã đúng với nhau chưa. Nếu giống rồi mới cho phép nó xử lý, đúng không? Rồi, tiếp theo. Thì check cái này như thế nào? Chúng ta sẽ có là hash. Các bạn chờ chút tôi search cái này phát. Verify. Đây. Đây chúng ta có hash check. Chúng ta sẽ có như này. Tôi sẽ tiến hành DD ra cái hàm hash 2.2.check. Check của hai tham số. Tham số đầu tiên là cái input người ta điền vào. Tham số thứ hai là cái password ở trong cái user của chúng ta. Chúng ta sẽ có như sau, hash check này, đầu tiên là cái $RQ trỏ đến O trừ password, đúng không? Tham số thứ hai là tham số là của opt 2.2.user đóng mở ngoặc trỏ đến password. Xem có opt ở đây chưa? Đây có opt rồi. Chúng ta check xem nó như thế nào. Đây là cái hàm này. Đó. Oh. Hash not found.
Vậy thì chúng ta phải thêm use cái hash vào đây nữa. Chủ. Tôi điền admin mà. Pass đúng mà. Bây giờ thử lại nhá. Pass là 1 2 3 4 5 6 ấy. Đây là pass sai. Được chưa? Pass mới cũng là 1 2 3 4 5 6 ấy. 1 2 3 4 5 6 ấy. Submit sẽ ra phone ngay. Nếu tôi điền đúng thì nó ra là true. Nếu tôi điền sai nó ra phone ngay. Được chưa? Đây là cái hàm check giữa password của chúng ta nhập vào với password mà người ta gửi lại. Thì chúng ta sẽ có như sau. Thay cái DD này bằng cái if check được nhá. Yeah. Thì chúng ta sẽ tiến hành là new pass nó sẽ bằng hash make của cái rq trỏ đến new trừ password. Sau đó chúng ta sẽ có là auth ... user đóng mở ngoặc trỏ đến password bằng new pass. Sau đó tiến hành là auth ... log out. Đổi pass thì phải log out ra ngoài chứ, đúng không? Log out xong sau đấy là redirect về cái route và login. Còn nếu mà sai thì chúng ta chạy tiếp ở dưới này. Chạy thì chúng ta có thể là trả về một cái redirect về cái route là password.chain. Password.chain với width. Ở đây chúng ta sẽ có một cái error msg bằng wrong hoặc là invalid old password như này. Copy cái này vào lên đây. Để test cái tôi để code lên nhá, xem có đúng không này. Back lại. Reload này. Bây giờ là password 123456 này. 123456 123456 ấy. À từ còn cái line này nữa, còn cái error này nữa đúng không? Thì chúng ta sẽ có thêm là cái ở cái form này này. Đâu nhỉ? Oh, password đây rồi. Chúng ta sẽ có là if của blade if này. Chờ tí. Iset này. Cái session error message. Nếu mà có cái này thì chúng ta tiến hành là tạo ra một cái thẻ span ở ngay dưới này. Take danger với value là bằng session error message. Tôi không nhớ được cách dùng cái session này lắm. Chẳng biết có đúng không? Tôi test cái đã. Rồi, submit lên. Rồi. Null function. Chờ tí nhá. Laravel flat session. Chờ chút để xem nó có cái gì. Session
Đây, session key value đây đúng không? With thì đúng rồi nè. Session này chờ tôi chút nha, để tôi check lại. Không đúng không? Đây chúng ta là if. Reset. Session error message bằng span. Này có đúng không ta? Ở đây session has. Cậu cứ test đi ạ. Cái gì? Chẳng liên quan. Đây, invalid old password được rồi nè. Đấy nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đây là sai path nhá. Path này là path sai này. Thì nó sẽ ra là invalid old password. Được chưa? Bây giờ chúng ta nhập path đúng này. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Submit lên. Sẽ bị log out ra ngoài. Rồi tôi đăng nhập một password mới. Là password 1, 2, 3, 5, 6. Tôi đăng nhập thử password cũ nhá. Admin lỗi, người ta nhập password mới này 123456 vào trong luôn, được chưa? Đẩy lên. Đây là cái logic đổi password của chúng ta.
nhá. Sao có ai mắc gì không? Hay bị lỗi gì không? An toàn vượt qua. Bây giờ nghiên cứu tôi cái logic này. Chúng ta sẽ có thêm một bảng nữa cho này. Thêm một bảng nữa. Đó là cái bảng quản lý về URL của cả danh mục, cả bài viết. Của cả danh mục và cả bài viết. Chúng ta làm nào? Để đây nha, tôi vẽ luôn chứ chúng ta tìm cách làm rồi. Chúng ta có như sau, chúng ta sẽ có bảng Slack trong bảng này có entity ID, entity type, ví dụ là in tạo entity ID, kiểu dữ liệu là in, tạo kiểu Slack có kiểu dữ liệu là 3 trang, 500 và unit. Dùng cái này để quy định ra đường dẫn cho một danh mục hay là một bài viết đều được. Là thứ nhất, entity type. Nếu chúng ta có tạm thời quy định entity type bằng 1 là kết, entity type bằng 2 là post. Do trong mỗi bảng ghi ở trong cái bảng này, entity type 1 là kết, entity 2 là post. Do sau rồi sau đấy chúng ta sẽ có cái entity id. Nó là cái ID của bài viết hoặc là ID của danh mục mà chúng ta cần phải link đến. Được chưa? Cái thứ ba là cái Slack. Cái Slack này nó chính là cái đường dẫn của cái bài viết hoặc cái danh mục đấy. Nó sẽ link vào đây. Ví dụ như sau, chúng ta có bài viết
À, có cái danh mục 1 là xã hội đúng không? Danh mục 2 là thể thao đi. Bài viết 1 là bài về bóng đá ABC. ABC. Bài viết số 2 là về cầu lông XYZ. XYZ. Đúng không? Bây giờ làm sao để thể hiện được cái slot cho những cái thằng này? Thể hiện được chính là cái slot là cái này này. Ví dụ các bạn vào kênh 14 đi. Đây là danh mục đúng không? Bấm vào đây, nó chỉ ra là đời sống.cn thôi. Nhưng mà các bạn bấm vào bài viết thì nó cũng là chỉ có một cái sượt đấy thôi. Làm sao biểu trưng được một cái sượt đoạn này? Làm sao biểu trưng được cái đoạn sượt đấy? Chỉ có dựa vào một cái đoạn URL này mà xác định được đấy là bài viết hay là danh mục. Bởi vì sao? Các bạn hãy để ý này. Khi mà là bài viết thì cái giao diện nó khác, đúng không? Mà khi là danh mục thì bài viết nó cũng khác, thì cái nội dung nó cũng khác, content khác. Đó là lý do vì sao chúng ta phải dựa vào cái URL để phân biệt rõ ràng ra cái nào là danh mục, cái nào là bài viết. Được chưa? Ở đây tôi có, đây là cái MDT Time, MDT ID, đây là Slack. Xong. Bây giờ để hiểu diễn cái xã hội này ở trong Slack nó là cái gì, chúng ta có entity type của mấy. Đấy. Một. Entity ID bằng mấy? Một. Slack bằng xã, ngạch ngang một. Xong. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể sửa URL đi. Và URL này nó luôn luôn phải là unique, là duy nhất ở trong toàn bộ cái bảng Slack này. Được. Tiếp theo để thể hiện cái thằng thể thao này, chúng ta có entity type bằng 1, entity ID bằng 2, URL là bằng thể ngang thao này đúng không? Đến thằng này, bài viết bóng đá đúng không? Chúng ta có entity type bằng 2, ID bằng 1, đây là bóng đá, bóng ngạch ngang đá X, Y, Z, ví dụ thế ABC, YZ không quan tâm. Tiếp theo nữa là đến cái column YZ kia, chúng ta sẽ có là ID bằng Identity Type bằng 2, Identity ID bằng 1, có cái URL là bằng đầu ngạch ngang lông ngạch ngang X, Y, Z như này. Được chưa? Bây giờ chúng ta xử lý cái thằng này như thế nào? Xử lý là như thế nào? Một là các bạn phải thực hiện cái migration để tạo cái bảng này ra. Được. Hai là chúng ta cần phải làm cái việc đó là ở trong mỗi một cái form để thêm mới hoặc là sửa một cái danh mục hoặc là thêm mới hoặc là sửa một cái bài viết, chúng ta còn phải thêm một cái input field nữa. Input field tên là slot. Mỗi một lần cập nhật hoặc là update, insert một bài viết hay một danh mục, chúng ta phải cập nhật lại để cập nhật vào trong bảng slot. Thì ở các anh em làm thì khổ, nhưng mà nó sẽ sướng khi mà các bạn làm ở phía ngoài con em nhé. Vì sao? Vì khi mà các bạn làm được cái việc này, sell nó dễ, trao của bạn dễ lên. Ảnh hưởng cái slot này, cái URL này thì nhiều đến mình sell. Cho nên là chúng ta bắt buộc phải làm được cái việc này. Đấy là cái phần trang bản liên quan đến web, cụ thể có tin tức hay là web về sản phẩm. Còn nếu mà web về ERD của quản trị thông, chẳng hay cần sell làm gì, chúng ta có thể bỏ qua. Và nếu khả năng cao sau này các bạn sẽ làm những cái trang kiểu dạng nhiều, bình thường. Thì bắt buộc phải kỹ được một cách nào làm được cái URL. Nghĩ đi, làm buổi sau chúng ta sẽ chữa cái phần này. Đây, châm. Làm đi, thử làm đi, sẽ biết nó khó như thế nào. Sau mô dịch này, thì các bạn chỉ cần làm. Anh vẫn không xem đủ cái chủ đâu, xem làm đi.
nghĩ cách làm thử xem làm như nào, thực hành thử xem sao. Đi làm rồi, bỏ học rồi.